Okay, try. Oh no. Friday. Okay. Good, good, good. Chúng sanh quy Phật không đọa địa ngục. Chúng sanh quy Pháp không đọa ngã quỷ. Chúng sanh quy Tăng không đọa súc sanh. Chúng sanh quy Phật rồi, chúng sanh quy Pháp rồi, chúng sanh quy Tăng rồi. Gieo duyên với Đức Phật, tiêu trừ nghiệp chướng trong quá khứ để thoát khỏi biển khổ thế gian. Hôm nay tiêu đủ duyên lành tiếp tục đi phóng sanh hồi hướng công đức cho anh Khổng Tường Phát mau chóng giải thoát khỏi biển khổ. Trong 100 ngày mất của anh Covid-19 thì tiêu đã cố gắng làm hết sức phóng sanh mỗi ngày hồi hướng công đức cho anh. Ay yo 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 K.O. man. Yeah. Ay. Hàng ngày tôi đều sẽ phóng sanh. Mỗi ngày 100.000. Dạ. Yeah. 365 ngày là 365.000. Đúng không quý vị? Yeah. Mình cứ phóng sanh như vậy. Ai muốn hồi hướng công đức, ai muốn phóng sanh nhiều hơn thì mình sẽ phóng sanh nhiều hơn. Còn không mình cứ phóng sanh như vậy. Rất là rẻ đúng không? 365 ngày, 365.000. Ngày nào cũng phóng sanh giải cứu động vật đúng cách trong tự nhiên. Thôi, đường nào cũng đi xin lầy, đi đường này. Rồi bây giờ em sẽ thả nha. Này mình có mấy con tôm. Mấy lịch với con còng lạ lạ. Thả xuống sông. Mà đi ngay cái giờ nước nó cạn quá vậy ta. Nước bữa nay nó cạn nhanh lắm. Mới đây mà nó cạn hết cái sông rồi. Chết rồi, mặc cái bộ đồ Noel như thế này. Mới sáng sớm 5 giờ. Nó rút không còn miếng nước. Rồi. Chuẩn bị lội sình rồi. Xuống nào anh em. Bay xuống hả? Ôi này ơi, trời ơi, trời ơi, u da, u da, u trời. Dạ, đây là giải cứu động vật đúng cách trong tự nhiên nha mọi người. Dạ. Nó không có được sạch sẽ tươm tất như làm lễ cầu nguyện đồ các kiểu, nhưng nó có sự lòng thành tâm hồi hướng. Em làm cho anh Phát xong tuần này. Hy vọng là anh có đủ phước báo để giải thoát khỏi biển khổ. Ui da, biển khổ rất là siêu to khổng lồ. Biển khổ khổng lồ ơi, biển khổ khổng lồ à. Bây giờ mình thả nha.